Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Hypothermia. Trong tập trước, chúng ta đã có được một bộ xử lý những công thức. Và trong thời gian giữa hai tập, mình đã cho rất nhiều công thức vào trong đó. Và ta đang có, đây là Refine nè, Vanilla Minecraft nè. Rồi này là Environmental Tag. Rồi đây là Mob Grinding Util. Tiếp tục là Extra Utility. Và đây là Storage Drawer, Ender IO và Reliquary. Nó còn thiếu cái gì thì từ từ chúng ta sẽ cho vô thêm. Và ngày hôm nay mình muốn ta sẽ đi đánh Wither. Chúng ta sẽ không sử dụng cái cuốn sách để nhân cái Nether Star lên nữa, bởi vì nhân lên kiểu đó hao redstone quá. Mình chưa có chỗ nào để có thể farm được redstone nhiều thiệt nhiều. Cho nên tạm thời chúng ta sẽ đi đánh Wither đi. Chúng ta cũng đang có nhiều cái Wither Skeleton Skull, cho nên chúng ta đánh đi, xài đi, có gì thì xài đi. Và ta sẽ đi ra cái nơi chúng ta thường tiêu diệt con Wither là ở đây. Bài tới chỗ này, ở chỗ này thì mình cũng có làm một cái chỗ đặng mình đào tuyết á, để hồi những tập trước chúng ta xây dựng á. Ở đây nè, mình đào nè, và ta sẽ đặt xuống đây để triệu hồi em Wither lên. Và sao chỗ đó nó chưa đóng băng nữa? Con cụ đó chắc sắp bị tử nạn rồi đó. Đặt cái này xuống nào. Bật. Chưa được. Chúng ta sẽ cần phải dọn mấy cái tuyết này đi một cái, để con Wither nó thoải mái xuất hiện. Được chưa? Chúng ta đập cái skeleton. Rồi, được rồi đó. Và xích ra. Cần bật Night Vision không? Trời sáng chưng bật Night Vision làm gì? Và... bùm, nổ. Ấy, nó bay lên nhanh quá, bắn kịp, bắn phát nửa bình như đời, hay thiệt. Và ta sẽ chặt chết nó nhanh thôi. Nether Star đây rồi. Ta hãy coi công thức của Quantum Quarry. Sẽ cần phải có một cái Nether Star, và mình sẽ làm hai cái, thành ra mình sẽ cần phải có hai cái Nether Star. Chúng ta sẽ để tiếp con Wither thứ hai xuất hiện nào. Bắt. Và có cây crossbow thiệt là OP. Sùng sướng quá đi. Chúng ta đi ra chút xíu. Nó chớp chớp rồi kìa. Chuẩn bị phát nổ. Bùm. Nó đâu? Nó cũng dự định bắn mình đó chứ. Nhưng mà mình né kịp thấy không? Sao mình bắn hụt không vậy? Ây da. Nó bắn trúng mình rồi kìa. Và mình sẽ chặt từ đằng sau lưng nó. Xong. Chúng ta đã hạ gục hai em Wither. Giờ chúng ta đi về nào. Cuốn sách dịch chuyển bay thẳng về Iclo luôn. Ta đi ra bên ngoài một cái để có thể bỏ những cái thứ này vào. Ăn một miếng. Rồi mở em này lên và bấm công thức này. Bang. Quantum Quarry. Bỏ vô trọng hai cái. Và cái quan trọng nhất là cái gì? Enrod. Hình như không có Enrod nha. Bấm được hả? Wow, mình không có Enrod, thành ra chúng ta sẽ phải đi qua The End rồi đây. Stronghold, nhảy ngược vô trọng. Và có đem theo Enderpearl nào hay không? Không có thì ra ngoài farm Enderman. Enderman ơi, cho mấy cái Enderpearl coi. Ta, ê, con này chưa chết. Ẩu quá, từ từ nào. Và mình sẽ dịch chuyển đi. Chúng ta sẽ có thêm một cái cục nữa đâu rồi ta. Ở đây có một cục, và cái đó là cái cổng. Mình giết con Ender Dragon 2 lần rồi, thì nó phải mở thêm một cổng nữa. Và cái cổng, à, nó ở bên kia. Chúng ta hãy đi qua bên bển thử coi. Tại vì phía bên này á, không thấy dấu hiệu của mấy cái NCT đâu hết. Chúng ta sẽ quăng cái này vô. Và có Chorus Fruit kìa. Chặt Chorus Fruit thôi, lấy đem về. Ta có thể nấu nó lên, rồi chúng ta có thể xử lý để biến nó thành Enrod. Nhưng mà có cái En tàu thì nó vui hơn. Chúng ta hãy đi một vòng xíu coi nào, kiếm thử có En tàu hay không. Và để mình đập thêm cây này nữa đi. Đập khúc dưới ra, và ta lưu lại vị trí ở chỗ này. Ta leo lên phía trên, con Enderman kia nó nổi khùng lên rồi. Ở đây sẽ là... chúng ta đặt cái tên cái gì? Obelisk ha? Mình cũng chẳng biết đặt tên là gì nữa, đặt đại đi. Ta sẽ đi ngược về và đi ra xa xa một chút. Nó kìa. Có rồi.
Đây là em Tàu và NCT luôn. Tuyệt vời. Ta lên lấy đầu con dịch về nào. Ta hãy đập đầu con dịch ra. Đem cái này về. Ha ha ha. Và sẵn tiện chúng ta gom luôn mấy cái này đi. Và ta có mấy con soaker ở đó kìa. Bắn nó không xi nhê gì hết thấy chưa. Kể cả cây crossbow. Ý bắn trúng. Hồi nãy bắn hụt hả. Té ra là hồi nãy bắn hụt. Bây giờ ta hãy kiếm thử coi. À, còn mấy cây Android này cứ đập về hết nha. Bạn không có cần phải chế tạo cũng được đâu. Chúng ta có Potion of Healing. Và dưới này chắc chắn có một con nữa. Pop. Trong này chúng ta có đôi giày Mending Unbreaking. Cũng không có gì đặc biệt. Và vô trong này thì mục tiêu là mọi người sẽ lấy eo ly trà. À, chúng ta sẽ gắn cái item frame này lên lại. Retonia Block. Lấy. Tiếp tục. Ta có 4 cái. Để mình đi qua bên NCT một cái. Ta qua bển đập mấy cái Android. Ta lấy luôn. Cho nó khỏe. Trong đó nó có cái chest kìa. 2-3 cái chest luôn. Đập bên ngoài cái đã. Rồi chúng ta vô trong đó. Chỗ này còn không? Hết rồi. Đây nè. Quá chừng luôn. Và mấy con đó bắn một phát. Xử tử hết. Ở đó mà bắn mấy cái này. Ao ao ao. Bắn ghê quá vậy mấy đứa. Còn không? Còn kìa. Bắn luôn. Và chúng ta được End Crystal. Ha ha ha. Còn một cưng ở dưới này. Bắn hạ. Uh-oh. Cái này chúng ta vừa có được Ender Pearl và Kim Cương. Ê, ta không có Kim Cương nữa chứ. Ender Pearl là từ mấy con Enderman rồi. Giờ lên trên này coi thử coi. Badwin. Và có một cây kiếm kim cương Raw Carbon. Cây kiếm này có Sharpness cấp độ 4. Cũng tạm tạm. Lên trên nữa coi. Ta lên cao hơn nữa coi. Bên kia có gì không nào. Có một em ngay đây luôn. Bắn hạ nó đi. Và cái chest sẽ bể nát rồi. Mấy đứa này bắn bể chest của người ta rồi nè. Thiệt tình. Ta sẽ có gì đây. XP Boost Fortune. Cái cây đó mà có Fortune nó mới vui á nha. Và cái Coin of Fortune của tôi tự nhiên cất vô chổng làm gì. Cái này là Smile và Knockback. Chúng ta cất cái này vô. Cất cái này vô. Rồi ta đã có đủ những thứ cần thiết. NCT như vậy là cũng xong. Chúng ta có thể quay về sử dụng cuốn sách này. Chúng ta sẽ biến về đâu? Không có. Mình phải lưu cái tọa độ mới được. Tình hình này không ổn. Rồi cái hướng về ở đâu vậy? Portal gì ở Obelisk cách đây 700m. Ta sẽ đi về. Mình sẽ gắn cái Ender Dragon Head lên trên này. Cho nó đẹp. Và chúng ta sẽ chế tạo những cái actuator nào. Ta sẽ cần phải có 6 cái actuator. Và mình có bao nhiêu cái Android đây? 12 cái. Vừa đủ luôn, ghê thật. Và ta bấm pickaxe 12 cái. Peng, peng. Và mình có thể bấm được công thức này. Có đủ cái số lượng stone burn hay không? Không đủ số lượng stone burn. À, hình như mình chưa cho công thức của polish stone vào trong. Chúng ta làm polish stone luôn đi. Polish stone. Nó đây. Bấm công thức đặt vô trong. Và mấy cái phần mà xử lý thì mình chưa có cho công thức để nó có thể xử lý được. Và chúng ta sẽ cần phải có polish stone. Bao nhiêu cho đủ? Làm 64 trước đi. Bấm công thức. Nó chế tạo nhanh lắm, không có lo. Chỉ có nó chậm ở đây thôi. Chứ còn cái kia là khỏi lo rồi đó. Ta sẽ có được mấy em này. Stoneburn. Và trong này có kiến hồi nãy mình nấu. Ta có nether cart. Trong thời gian giữa hai tập mình cũng qua nether farm thêm. Dạ, chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề về khoáng sản ở Nether luôn. Ta sẽ có được Stoneburn. Cất vô. Và cái actuator đó cần 10 cái nữa. Còn thiếu một cái Pop Chorus Fruit hả? Vậy chúng ta có Chorus Fruit mà. Ta lấy cái này, băm 2 cái nấu lên. Là được Chorus Fruit. 24 cái Stoneburn nữa kìa. Cất vô, cất vô. À vậy là mình cầm ra ngoài cái á mà. Actuator đâu rồi. 10 cái. Stack.
Chúng ta cũng có Einstein luôn nha. Kiểm tra coi còn nhiêu Einstein vậy. Vậy là phải qua đào thêm rồi. Đào banh cái đảo đó ra cũng được nữa. Không ai cấm cản bạn hết á. Và ta sẽ đi qua bên kia lấy một cái Dimensional Transceiver. Hình như mình bỏ nó ở trong cái này. Kiểm tra coi chính xác. Từ đây ta sẽ gắn nó vào đây. Thôi gắn nó vào bên hông đi. Gắn nó vô đó kỳ quá à. Gắn nó vô hông nha. Nó sẽ nằm ở đây. Ta hãy chỉnh lại manpower. Add một cái send. Và đồ thì không có nhận. Đồ nó sẽ chuyển ở dưới. Mình sẽ có Ender Chest ở phía bên dưới. Đây là không phải Ender Chest. Đây là Ender Chest. Chúng ta hãy đi qua bên kia. Khu vực ngôi nhà bánh kẹo của mình sẽ được sử dụng để ta có thể gắn được cái Quantum Quarry. Và ở đây nhìn là biết các bạn có thể đoán được có gì rồi đó nha. Chúng ta sẽ chừa ra ở giữa đó là khoảng 7 ô. 1, 3, 5. Vậy không để đây được. Phải để qua bên này chút xíu. Thì cỡ này. Ta sẽ đi từ dưới này lên. Và ta cần phải có một vài block xây dựng. Ta lấy đá cuội nào. Phải mở rộng cái tầm hoạt động của con này ra chứ. Đi tới đi lui về hơi phê. Chúng ta sẽ cần phải gắn vào chỗ này. Kéo ra. Ở đây nó sẽ có một cái ngay phía trên rồi. Em này ở đây. Và đập bỏ hết đi. Ta sẽ đập bỏ hết luôn. Rồi chúng ta cần có Ender Energy Conduit. Rồi khoan, tự nhiên quên mất cái vụ đó. Mình sẽ cần phải ngó thử coi. Ở đây là đúng rồi nè. Ta sẽ có một cái Quantum Quarry ở đây. Nó cũng phát sáng nha. Và tiếp tục là Quantum Quarry Actuator. Gắn lên xung quanh. Mở lên coi. Chưa có điện. Chưa chạy. Nó phải có điện mới được. Rồi ta sẽ kéo đường dây điện từ đây qua đây. Chúng ta quay về để làm cái đường dây điện nào. Chúng ta sẽ kêu nó làm cho mình những cái bộ Ender Conduit. Đây là loại xịn nhất. Và còn thiếu 12 cái. Có 12. Energetic Alloy có 14. Hay thiệt. Chia cái này làm đôi đi. Và chia cái này làm đôi, chia cái này làm đôi. Rồi lấy cái này bớt. Lấy cái này bớt, bỏ vô đây. Xong. Bỏ vô trọng, chạy đi nhé cưng ơi. Và chờ chút xíu nào. Thì mình dự định là làm cái thằng Quantum Quarry trước. Rồi mới làm cái bộ Void Orc Miner, Void Resort Miner. Tại vì mình muốn kiểm tra thử coi. Khi ta đào bằng cái Quantum Quarry á, ở thế giới này chúng ta có được cái gì đặc biệt hay không. Và mình sẽ cần phải có Marker. Công thức của Marker hình như cũng có luôn. Khỏe. Ta cần một cái marker và magenta dye. Chưa có. Magenta. Công thức của magenta dye. Chơi công thức của cái này hả ta? Đây là magenta dye. Bấm thôi. Bang. Một cái. Tốt. Chỗ này. Lấy lại 7 cái và 7 cái ở đây. Tắt cái này đi. Bỏ cái này vô. Rồi giờ để làm bên này trước nha. Kiểm tra thử coi. Peng, 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 peng. Tốc độ kinh khủng. Và mình sẽ cần phải có Fortune. Ta sử dụng Fortune luôn đi. Fortune này sẽ cần phải có Emerald. Book and Queue. Hai cuốn. Stack. Tiếp tục. Emerald. Một stack. Lapis. Một stack. Và kinh nghiệm. Mở lên. Bỏ vô. Tháo cái này xuống. Bỏ vô. Sao kỳ vậy? Fortune. 27 cấp độ. Kinh khủng. Lấy mớ này ra coi. Có bạn nói mình ship phải chuột để cho nó nhanh. Thì ship phải chuột được thiệt. Và ta sẽ lấy cái này xuống. Rồi ta bỏ cái này vô tiếp. Ship phải chuột. 26. Còn thiếu chút xíu. Giờ ship phải chuột 29. Lấy xuống. Và cất những thứ này đi. Chúng ta đã có hai cuốn Fortune cấp độ 3. Đi qua bên kia.
Ở trong đó sẽ là overword. Thì mình sẽ bỏ nó có một cái này. Không có marker nha. Và ender chest. Chúng ta sẽ để ở phía trên này luôn. À, để bên dưới thôi. Để bên trên đó cũng được. Nói chung là cũng đẹp. Nhưng mà thích để đây. Giờ ta sẽ kéo chỗ này qua một cái. Đường dây điện bắt đầu. Ta sẽ kéo đường dây điện qua. Và kéo qua tới đây. Nó sẽ bắt đầu có điện. Kiểm tra thử coi. Chưa chạy. Always on mà. Và tạm thời mình sẽ ngắt cái ender chest ở đó ra. Để tránh trường hợp nó chạy vô trong hệ thống nhanh quá. Chưa kịp coi. Chúng ta sẽ ngủ một cái. Để tiếp tục nào. Trong này có điện chưa? Chưa có. Mở lại. Manpower receive. Chạy liền. Quá dữ. Biome hypothermia. Không chơi được rồi. Chắc toàn là tuyết không quá. Tôi nghi lắm. Chúng ta đang đào thấy cái gì đây? Ta chỉ thấy đá cuội, flint, gỗ. Không vui. Vụ này không được. Vậy ta hãy thử biome marker đi qua The End coi. Ê lộn, đi qua Nether coi. Mình sẽ đào thử bên Nether coi nó làm sao nữa chứ. Ta chỉ cần qua Nether bấm phải chuột vào không khí là được. Để lấy được cái chỗ này đã xác định được là biome marker nó biết được rồi. Ta quay về. Đơn giản vậy thôi đó. Xài biome marker để cho nó biết chỗ nào nó cần phải làm gì. Chúng ta qua bển coi. Ta chỉ có được đá cuội. Ê, có redstone kìa. Wow, được à nha. Coi bộ là chúng ta có thể cho nó vô trong hệ thống của mình rồi đó. Và sẽ có con creeper đây vậy. Nổ banh nhà luôn á. Trong đó mình chưa ốp sàn lại. Khi nào chúng ta trang trí cái nhà đó lại luôn cho nó xong. Ta bỏ vô đây. Nó là Speed Upgrade Importer. Chạy. Chạy vô. Sao không thấy nó chạy vô vậy ta? Hử? Chạy vô đi, Speed Upgrade. Nó cũng có chạy vô phải không? Cái này nó đang chạy vô nè. Rồi nó chạy vô ở đâu nữa? Chắc là chậm quá. Không thấy. Kiểm tra thử coi. Có vô. Nhưng mà hơi chậm. Chúng ta sẽ cần phải có speed upgrade vô thêm. Và stack upgrade. Giúp cho nó chạy nhanh hơn nữa. Giờ mình sẽ thử nghiệm với lại cái em này. Chỗ này chúng ta ra mấy ô vậy? Chúng ta ra. Ta để ngay đây 1, 2, 3 ô. 1, 2, 3. Và tiếp tục là cái quantum quarry trước. Đập bỏ. Gắn vô. Mỗi lần sử dụng quantum quarry là mỗi lần phải thử nghiệm. Thử nghiệm mới biết được. Và ta đập cái này đi. Bên đó thì kệ nó đi. Mình sẽ làm một cái ender chest khác. Không sao đâu. Từ từ đừng có lo. À, chỗ này chúng ta kéo đường điện qua cái coi. Khi đường điện đã có rồi là an tâm. Kéo qua. Nó sẽ kết nối vào trong này. Cấp điện cho bên đây. Biome hell. Thấy có netherrack rồi kìa. Cái quan trọng là nó có cho mình những cái nether quartz hay không. Chứ netherrack không thì nói làm gì. Không có thì chúng ta cũng chỉ farm netherrack với lại soul sand thôi à. Nó đào ở địa ngục á. Nhưng mà không thấy. Ôi sao gì netherrack nhiều dữ vậy. Netherrack quá chừng luôn. Chúng ta có thể xử lý đống netherrack đó làm sao ta. Cho vô thùng rác hết hả. Nhiều khi chúng ta cũng cần netherrack á chứ. Cần cho công thức này nè. Rồi compress netherrack. Cũng được đem vô compress cho nó gọn. Chưa thấy nether quartz. Và coi bộ là nó cũng tạm tạm thôi à.
nó không có được như mình mong muốn cho lắm. Mấy lần chơi trước chúng ta sử dụng Quantum Quarry á, nó cho đủ thứ hết trơn hết á. Còn thằng này nó hơi yếu. À, để mình làm thêm Ender Chest coi. Ender Chest của bản mod. Ender Chest. Chứ không phải là Ender Chest của Vanilla Minecraft đâu. Tắt cái đó đi. Qua đây gắn cái Ender Chest cho nó lên phía bên kia. Hai bên nó chạy chung một cái chỗ thì nó sẽ bị nghẽn mạch. Bởi vì bên nào chạy cũng chậm hết. Giờ chúng ta sẽ quay về làm một vài cái upgrade nào. Ta sẽ cần phải có thêm hai cái. Nghĩa là một cái speed upgrade và một cái stack upgrade. Ta làm 5 cái. 5 cái. Rồi sugar đâu? Redstone đâu? Mở lên. Bỏ vô. Và cái này để đây. Còn basic processor ở trong nữa. Thấy ra nào. Cái này làm trong lần trước mà quên mất tiêu nó luôn. Ta có được speed upgrade. Mình quên mất cái vụ upgrade không có stack lại với nhau. Để bỏ vô từ từ. Lấy xuống. Speed upgrade. Speed upgrade cho vô trong này. Lấy cái này xuống đây đi. Tiếp tục. Và stack upgrade thì nó sẽ cần 4 cái speed upgrade. Chính xác. Bang. Xong. Lấy cái này xuống. Và bấm công thức của stack upgrade. Ta bỏ vô trong đây. Chạy tốc độ rồi đó. Nhưng mà nó vẫn chưa thể nào bằng được mấy cái thằng Ender Quarry đó. Chúng ta hãy giúp nó một chút. Wow. Kinh khủng. Rồi giờ mình sẽ bỏ những thứ này vô trong này. Và bỏ cái Diamond Pit vô trong. Nó sẽ có toàn là rác không à. Nó đào được rác không à. Chắc phải bỏ quá à. Mấy cái này chúng ta làm filter đi. Filter. Bấm công thức. Stick hả. Chúng ta bấm filter. Hai cái. Mình sẽ bỏ hết những cái rác đó đi. Không cần. Giờ mình giữ nhiều quá làm gì. Netherrack thật sự không cần thiết. Cũng nên giữ nhưng mà cái số lượng của nó không nhiều. Và ta sẽ tạm thời tắt nó đi. Redstone. Redstone on chứ. Redstone off nó cũng chạy thôi à. Và trong này sẽ là item filter. Bỏ em này vô. Và bỏ vô đây. Item filter. Cái filter này sử dụng. Nó sẽ tự động. Để là chúng ta phải invert cái filter này lại. Item filter blacklist. Không cho phép. Để vô. Kiểm tra. Đúng không nha? Không còn thấy đá cuội nữa. Tuyệt vời. Và bên này. Tiếp tục. Bỏ cái này vô. Blacklist. Không còn thấy những cái netherrack nữa nha. Mở lên. Không thấy netherrack nữa. Chỉ có sâu sen thôi. Tốt. Vậy là được rồi đó. Và chỗ này chúng ta đập bỏ mấy cái cục đá cuội cho nó xong đi. Đập bỏ luôn. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ tiến hành treo máy. Để coi thử coi nó cho được nhiều hay không. Chúng ta hãy kiểm tra thử mấy cái ọt coi. Mới có được iron ọt à. Chưa có gì nhiều. Nãy đá cuội vô bao nhiêu vậy? Đá cuội vô 3.000. Netherrack. Vô 3.000. Thật là kinh khủng. Vô những thứ đó nhiều quá. Không ít lợi gì hết trơn á đó. Sâu sen thì hơi ít. Gravel cũng có nhưng mà không nhiều lắm. Diorite, andesite này nọ. Cái quan trọng là những món này nữa nè. Bây giờ mình sẽ cần phải làm thêm một bộ solar array nữa để cung cấp điện cho khu vực bên kia. Chúng ta không sử dụng chung với bên này. Sử dụng chung nó rất là bất tiện. Giờ chúng ta đã có được alabaster structure block 24 cái, so modifier core 24 cái. Rồi ta cần có solar cell 25 cái. Bấm cho đủ 25. Và còn thiếu clear glass hả? À, nó chưa nhận được clear glass từ trong người mình. Để mình bỏ vô trọng.
và solar cell 25 giảm lại bang bang, bấm lấy xuống. Rồi trước khi mình gắn cái này lên thì chúng ta hãy kiểm tra luôn một thứ nữa, void miner cấp độ 1, cấp độ 2. 32 structure block theory là 64 64 32 8 6 1. Ok, vậy là 64 cái structure block theory. Structure, đây là structure block theory, 64 cái base alabaster machine bay 32. Bấm luôn. Mình đã múc rất là nhiều số nước bỏ vô chổng sẵn rồi. Rồi nó sẽ cần laser core 12 cái hay 6 cái. Ta cứ làm 12 cái cũng được, không sao. Và sẽ cần có những cái lens. Cái lens này chỉ cần có 2 cái lens. Và còn thiếu clear glass. Quả bệnh lấy thêm clear glass. Cho nấu thêm liền. Ta bỏ vô chổng thôi. Lens. Sẽ cần 2 cái lens. Và tất nhiên sẽ là wide lens. Làm luôn wide lens. Bone meal. Để vô lấy xuống, cất vô trong này. Chúng ta hãy lấy laser core ra nào. Rồi lấy structure block ra thêm. Tiếp tục là machine base, modifier core nữa chứ. Chưa có làm. Modifier core bao nhiêu cái? Quên rồi, kiểm tra lại. Void miner cấp độ 2, 8 cái. Modifier core 8 cái. Mấy cái này thì chưa nâng cấp. Chúng ta cần phải có mica trước mới nâng cấp được. Giờ ta hãy đi qua bên đây. Mình sẽ cần phải tháo cái cục kia luôn chứ. Đi sớm quá vậy. Đem cái cục này để một nơi khác. Bên đó thì chỉ phục vụ cho chỗ này thôi. Giờ chỗ này có nơi nào được? Nơi đẹp nhất là trên nón của con người tuyết nè. Đâu có ai thấy cái gì chảnh đâu. Ta sẽ lên trên đây. Đập ra một cái. Và mình sẽ đập cái cục ở giữa ra một cái. Chúng ta sẽ quên, phải để cái này vô trước chứ. Đặng, các bạn biết mình còn thiếu cái gì chưa? Cái món quan trọng nhất thì không chế tạo. Solar panel controller cấp độ 2. Cái này quan trọng mà lại không chế tạo một cái. Rồi void miner cấp độ 2 một cái. Còn thiếu nether quartz ore và diamond ore. Ây da. Chúng ta hãy coi diamond ore coi. Mấy cái ore đó chúng ta có thể làm được hay không? Diamond ore có thể làm được. Tất nhiên rồi. Và nether core ore cũng làm được luôn. Rồi void ore miner cấp độ 2 một cái. Nó cần có cái moss stone đúng không? Ta hãy coi cái solar trước đi. Solar đây. Rồi ta sẽ lấy stone. Hồi nãy cần 3 cái đúng không? 1, 2, 3. Và kim cương diamond. 1, 2, 3. Wow, xài gần hết kim cương luôn kìa. Ghê chưa. Ê, chúng ta cần đá nhẵn chứ không phải là đá này. Lộn rồi, lộn rồi. 6 cái. Và nether quartz block. Kiểm tra thử coi đúng không. Chính xác, block of quartz. Block of quartz nào mà không có chisel á. 1, 2, 3. Mình sẽ chỉnh nó lại bằng cây chisel. Lấy ra. Chỉnh. Mỗi lần chisel là mỗi lần thấy cực khổ. Chúng ta sẽ bỏ cái này vào đây. Chỉ này làm đôi bỏ vô chổng. Bỏ này vào đây bỏ vô chổng. Đừng có nấu kiểu kia nha. Tôi không biết nói gì luôn đó. Nó ra cái fuel cost biết mà. Chúng ta sẽ cần phải chỉnh cho nó ra furnace mod đúng không. Kiểm tra coi. Nó sẽ nấu ở dạng này. Nó cũng không biết là cái loại nào. Thiệt là nó cứ làm khó mình. Chúng ta không muốn đi qua nether, muốn làm cho nhanh luôn mà nó lại không chịu. Rồi giờ mình đã có rồi đó, chúng ta bỏ vô thôi. Ta hãy bấm void miner cấp độ 2. Stack, stack. Và ta sẽ làm moss stone. Bấm công thức moss stone. Được làm từ mấy cái vai á. 1, 2, 3. 3 cái. Đúng rồi. 3 cái. Và tiếp tục void resort miner cấp độ 2 một cái. Còn thiếu clear glass 47 cái và thiếu 2 block of diamond. Không vui. Rồi thôi đi, vậy chúng ta sẽ để lại cái đó. Còn bây giờ chúng ta ưu tiên làm trước cái bên này. Ta sẽ qua bên đây. Mình sẽ đặt cái void
Earth Minor xuống tại đây. Và đây là điểm trung tâm. Chỗ này nó sẽ cao 7 ô thì phải. Coi lộn. Với Earth Minor 757. 757 2, 3, 4. Nè, thêm cái này nữa là 4 nè. Và 5. Với Earth Minor đâu? Với Earth Minor Controller. Nó, đây là Solar. Chưa có lấy nữa hả? Thiệt tình. Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ lấy cái Void Earth Miner ra một cái cấp độ 2 chính xác rồi đó. Nó sẽ là 7 ô. Thì phải đập bỏ những cái chỗ này đi. Đập ra tới đó. Cái này ra tới đây. Và phần còn lại là đào xuống. Để chúng ta có thể thấy được Bedrock. Giờ đào xuống thẳng trực tiếp luôn. Mình không quan tâm bên dưới đó có gì. Tại vì mình đang có rất là nhiều loại búp. Chúng ta bay lên lại. Gắn cái Void Earth Miner vô trong này. Bấm thôi. Nó sẽ kết nối vào trong đó. Và Multi-Block Structure Complete. Xong. Giờ chúng ta sẽ gắn tiếp cái đường dây điện. Chỗ này thì cứ nối dây điện lên là xong. Đáng lẽ cục này có thể chuyển được đồ luôn nè. Nhưng mà mình chưa kết nối vào hệ thống chính của mình. Cho nên mình không có làm cái đó. Và cái này cấp độ 2 thì cũng vừa phải. Tốt rồi. Ta qua bên kia. Giờ khoan qua cất mấy cái tuyết cái đã. Tuyết nhiều quá. Mới đào thẳng trực tiếp xuống dưới luôn mà. Thông thường thì chúng ta chỉ cần hai cái Void Earth Miner và Void Resort Miner là có thể xài được rồi. Tại vì khi chúng ta nâng cấp lên đó, nó rất là xịn. Rồi ta sẽ cần phải có cây Method hoặc là cây Shear. Shear này nó cũng không đập bự lắm ha. Cũng đỡ. Chỗ này. Đây là cái Painted Glowstone. Chúng ta đi về mỗi phía 3 ô. Cứ đi về 3 ô là được. Chừa cái Painted Glowstone lại. Nếu mà chúng ta đi ra 4 ô thì nó sẽ ra tới ngoài kia rồi. Và tới chỗ này. Một Black Wool. Và ta sẽ đập bỏ cái này đi luôn. Đây là Painted Glowstone nè. Painted Glowstone. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Bỏ cái đó đi luôn. Gắn cái em này xuống. Và cho nó nằm bên dưới này. Tháo em kia ra. Bắt đầu gắn thêm một cái nữa. Ở trên cái nóc. Đây sẽ là một cái chuyên sử dụng. Để cắm ở phía bên kia. Không có đi chung đường dây. Với lại cái hệ thống chính của mình. Mình sẽ có chỗ để đi ra. Và ta gắn nó vào đây. Manpower. Ok. Send. Tuyệt vời. Vậy là được. Nó sẽ chuyển hết điện qua bển. Nó sẽ chia sẻ cho mấy em ở bên đó. Và trên này có quái không? Có quái thì kệ nó. Cũng chẳng sao đâu. Nếu chúng ta mở rộng ra hơn á, thì nó sẽ lòi ra ngoài này. Thành ra mình không mở rộng được. Ở đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Sau này chúng ta nâng cấp lên hoặc là làm một cái gì khác cũng được, không sao cả. Và cái này chắc chắn là sẽ chạy rồi nè. Để cho nó hoàn chỉnh luôn thì mình sẽ cần phải có Ender Chest. Ta bấm công thức của Ender Chest một lần nữa. Hai cái. Cất đá cuội vào trong. Trong thời gian giữa hai tập có thể mình sẽ phải treo máy thêm. Rồi giờ ta gắn vô đây thì nó sẽ cho mình những cái khoáng sản. Tuyệt vời quá rồi còn gì. Hãy kiểm tra thử coi chúng ta làm được luôn cái kia không. Mình muốn chúng ta trong ngày hôm nay hoàn thành luôn cái Void Resort Miner luôn cho rồi. Vẫn còn thiếu kim cương. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã có được hai cái Quantum Quarry và một cái Void Earth Miner để cung cấp cho mình thật nhiều khoáng sản hơn nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!